gì à, cái gì kêu nè, Thiên Kiều cái gì em cái quyền cho về các chú hai thứ tư ờ đó hả? Hồi trước tao đợi mày gì tao hồi trước tao đợi cả lương rồi tôi nhớ cả nó mà bỏ lâu quá. Ủa cho uống nước mía với không? Dạ không, dạ không. Để uống đi đỡ tao khổ. Dạ con có nước. Người ta có đứa trong xe đó kìa. Ủa xe nó đâu à? Ờ có đó. Chú Tư đang cho con vào thiên tường xoáy sản nha chú Tư. Đi hát này dạ, cái nó vui con ra được không con?
Con có nghe mà con chưa có thuộc cái lời bài nào, để gì con coi lại. Con coi thêm, con coi thêm bài nhạc. Nhạc khúc cũng hay đó. Nhạc khúc nó hay lắm à. Dạ. Ô, cô ca hay không? Hay không con. Hay không, con nói cho ngoại nghe. Hồi nãy giờ dụ dữ lắm thương mà không có nổi đi được chứ cô luôn á. Biểu quay. Đang hát bài kìa, sao hát không bài kìa. Con không làm được tóc nàng hả? Cái nhỏ đó đang mập đó. Đi coi. Đúng rồi, biểu quay. Được lắm rồi. Rồi vậy giờ chú Tư với chú Hai tiếp tục hai ông bạn già nhâm nhi với nhau đi nha. Dạ con xếp con cứu trước. Bây giờ là con không có thuộc bài ca khúc hả? Dạ. Hẹn chú Tư lần sau đi, con sẽ hát cho chú Tư cùng với quý vị khán giả bài ca khúc luôn nha chú Tư. Con cảm âm thôi chú Tư. Cảm âm. Cái nào mà con thường hay nghe thì chú đàn lên là con biết. Đôi khi con không biết cái tựa là gì, nhưng mà chú đàn lên là con biết nó là bài đó vậy đó. Con tí được. Nhưng mà dạ khúc cái bản này hay lắm. Dạ. Nghe chú Tư. Thôi bây giờ là cũng cảm ơn hai đứa lên đây phục vụ văn nghệ và chúc vui gia đình của chú. Là thay mặt gia đình xin cảm ơn hai đứa ha, cũng chung vui hạnh phúc và chúc mừng chuẩn bị năm mới. Chúc năm mới hả? Chúc quý vị khán giả luôn có một năm mới vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng các cô chú sau. Dạ rồi, cảm ơn con ha. Dạ đi.